Ở đây thì theo tôi biết là anh chị là cán bộ công đoàn cơ sở cho nên ngoài những cái kiến thức mà tôi chia sẻ cũng như kinh nghiệm trải nghiệm thì có một số cái liên quan tới kỹ năng của báo cáo viên Đó, tại vì anh chị cũng làm điều đấy và kỹ năng lãnh đạo công đoàn thì người ta thấy rằng đây một người lãnh đạo giỏi có thể lãnh đạo hội phụ nữ có thể lãnh đạo một công ty có thể là trưởng phòng có thể bên công đoàn có ba cái đốm lửa này hãy đoán giùm tôi đốm lửa một có nghĩa gì Tóm lửa hai có ý nghĩa gì, tóm lửa ba có ý nghĩa gì liên quan tới lãnh đạo giỏi, biết cách làm việc cho con người. đoán xem, đoán mà cho nên là có đúng có sai không thành vấn đề. mời em xem nào? Theo nhìn ba lửa. Dạ, em chào thầy, Trần minh hải. Dạ em là thùy dương, em đến từ công đoàn cơ sở của công ty đầu tư quản lý dự án bình dương. Theo em nhìn ba cái hình lửa bên trong thiếu lòng. Nó có nhiều ý nghĩa, nhưng mình theo ý nghĩa riêng em, á một người lãnh đạo thì nó sẽ có một cái nhiệt quyết. À, nên là em chọn là cái tấm hình cái lửa lớn nhất. Dạ. Thì, thì tại vì nếu chọn trong ba cái thì cái hình đó là em chọn cái... không? Vậy em có quýnh con đầu thôi hả? Phải bao lô luôn chứ. Rồi, cảm ơn em đã chơi cho nó vui. Bây giờ người ta hay nói là đề, bao lô nợ thì bao dây tình thì bao luôn quay lại ngọn lửa thứ nhất là một người lãnh đạo giỏi trong bất cứ cái đơn vị nào là anh phải biết cái tạo lửa tạo ra lửa trong cái cơ quan đấy tạo ra lửa trong con người của anh anh lãnh đạo người ta mà tệ tệ anh lãnh đạo năm người 10 người năm người trăm người mà anh không có lửa gì hết lửa củi nó nguội tanh rồi làm sao được anh phải người tạo lửa còn tạo lửa như thế nào phải tìm hiểu thôi sức khỏe như thế nào suy nghĩ như thế nào hiểu biết mình như thế nào rồi tạo lửa xong có gì nữa giữ lửa trong tim tạo ra rồi giống như cái hộp quạt ta bật rồi cái xong người ta tắt mất lửa có nhiều người mới về đơn vị làm người ta thấy lửa hùng hục hùng hục không hay những người mới ra trường sau vài năm sao mất lửa cho nên giữ lửa nó không quan trọng vợ chồng cũng thế thôi mới cưới nhau về với lửa hừng hực hực sau vài năm mất lửa mới cưới nhau đi từng chân mật sau vài năm mà dập mật mất lửa trong cơ quan cũng như vậy cái phần giữ lửa nó còn quan trọng hơn tạo lửa nữa và tôi nói trong cuộc sống chúng ta nó bị áp lực giống như mình nói từ sáng giờ căng thẳng đủ thứ vậy làm sao giữ lửa đây và đã giữ rồi truyền lửa cho người khác đúng không anh phải tạo ra được anh giữ được anh mới truyền lửa cho nhân viên anh truyền lửa cho các đoàn viên của mình còn giữ lửa giữ lửa cho mình không truyền cho ai hết thì phí quá sau cái truyền rồi cái gì mất lửa hết lửa à tạo tiếp nó thành một cái dòng còn nếu mà mình nói thôi anh hải ơi cho tôi xin hai chữ bình an vô chùa thôi tôi không muốn đụng chạm với ai tôi chán lắm rồi thôi ngày ba bữa cơm đi à, thôi khỏi còn sống còn phấn đấu thì làm sao đây này còn mỗi người phải tìm cái công thức nha nếu mà hỏi tôi thì tôi cũng chia sẻ mang tính cá nhân của tôi thôi có thể tôi làm được mà anh chị không làm được nhưng có thể tôi làm được anh chị cũng làm được Nên mỗi người nhưng mà công thức của nó là phải tạo ra đó giữ nó truyền cho người khác và có những cái là mình chết đi tiền cũng không đem theo được nhà cũng không đem theo được nhưng cái lửa này nè hay cái slide này nè nó còn truyền được cho người khác giấu chi giữ chi đúng không anh chị có thể lấy slide của tôi anh chị về truyền đạt nhưng mà những cái ví dụ sau này anh chị đâu có lấy ví dụ của tôi anh chị có lấy ví dụ thực tế anh chị á những cái anh chị trải nghiệm á anh chị đưa vào à cái đó là cái gửi gắm thứ nhất phương pháp góp ý cho người khác theo kiểu bánh mì kẹp thịt hay mình gọi là miếng hamburger có phải miếng hamburger là ở trên là một miếng bánh mì không ở giữa là miếng thịt bò đúng không rau riếu và dưới là miếng bánh mì kẹp giữa vậy có ý rồi nếu mình là lãnh đạo, nếu mình là trưởng phòng, nếu mình là chủ tịch công đoàn thì mình sẽ góp ý những người đoàn viên. Nếu mình là cha mẹ thì góp ý con, nếu mình là vợ thì góp ý chồng, nếu mình là chồng thì góp ý vợ, hay là góp ý đồng nghiệp. Về mặt nguyên tắc, khi góp ý ai là khen tặng người ta trước. Hồi nãy tôi gặp chị Minh Hảo nói, hôm nay tôi thấy chị mặc cái áo rất là dễ thương và tôi thấy cái mặt chị nó sáng bừng lên, nó, tôi đang sử dụng và chỉ đứng lên chị chia sẻ rất là tự hào chưa, trời ơi sáng giờ bà ngồi bà ngồi mặt u sộ rồi bà đứng lên phát biểu rồi à, chưa hết nói cái tiêu cực rồi sao còn hứng thú đâu nữa con thì học hành lúc này học hành gì dở quá điểm toàn thấp không à cố gắng học bài cho mẹ à, lấy cái, cái yếu ra nói trước không khen tìm cái điểm nào đó mà nhắc lại đã là con người có tích cực và tiêu cực có tốt và xấu Đó mới là con người Còn tốt hết Có anh á, Chả cũng chưa chắc là tốt hết đã, Đời đã con người là phải có tốt có xấu Thằng trước á Nhớ mình thôi sử dụng công thức nè Rồi sau đó sao Tôi không dùng từ chê Góp ý đó, Mẹ thấy con Từng này là mẹ thấy con ngoan nè Ta về là biết bỏ cặp đúng nơi quy định nè Rồi tối tới giờ học bài Con đã hứa mẹ là con vô ngồi đúng này nhưng mà thấy là cái thời gian này đó là con đang học mà con còn chơi game nữa. Con suy nghĩ. Nó mềm đoạn đầu và đó đừng có ý. có biết xong. Khen tiếp. Cứ vậy, cứ vậy, cứ vậy. Và theo công thức nhớ dùm tôi. Mỗi lần góp ý không quá ba điều. Tại vì khi góp ý nhiều quá, chuyện gì xảy ra? Nó không có tiêu hóa hết. Và phụ nữ chúng ta nếu mà góp ý chồng nó có cái cái đặc điểm này nữa nè hay đánh tổng tiến công ví dụ năm ngoái làm nhiêu lương đi cá độ bóng đá thua hết về nhà sáo đen còn tới nữa và hai vợ chồng mới là sinh hoạt ông mà làm như đó nữa tôi về ngoại ngoại à. chia tay à, ông ở đây làm công nhân đây tôi về rồi anh hứa từ nay không nữa cái là qua đầu năm bị cái lỗi khác lỗi ham ăn nhậu ảnh là được 7-8 triệu gì đó Rồi hứng quá Chứ cái nửa tháng lương Cái về nhà chị vợ nó Rồi ngày mai đóng tiền cho con học đó Tiền nhà chủ tới Năm ngoái mới vừa ăn nhậu đi Giờ vậy Tức là, Không đừng có tổng tiến công vậy tội mấy ông Cái năm ngoái cái kia giải quyết rồi Thì giờ nói là nói cái lỗi này thôi Chứ có nhiều chị là tấp bốn cái lỗi năm ngoái cộng cái lỗi này thành sáu lỗi mới đầu ông còn khùm 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 sao Ông quăng cái râm đứng lên đi mất tiêu rồi hỏng luôn vừa 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 sức người có hạn tâm lý người có hạn và mỗi ông tính khí khác nhau ông nhu mì nghe được bốn lần bốn cái góp ý ông tính nóng như trương phi nghe hai góp ý là nổi điên rồi cho nên mình phải biết cái đấy cũng góp ý nhưng mà vừa vừa còn nếu ông bị bốn lỗi lần này hai lỗi thôi cho nó tiêu 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 rồi lần sau làm tiếp phải không rồi các chị công nhân, các em công nhân còn bị cái lỗi này nữa nè. Tôi 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 thấy là nhiều người bị lắm. Ông xã của mình hay là người yêu của mình là chồng mình cũng đi làm về. Mới gấp đũa cơm nè, các em. Trời ơi chợ búa. Ấy. Hôm nay thịt heo lên giá. Trời ơi học phí của con đòi hoài. Tôi chưa nuốt khỏi cái bản họng nữa là phải nói cái chuyện đó. đợi cho người ta ăn nó xong đi đã. Ăn xong rồi uống, uống nước rồi tắm rửa đi đã. Cho sao? Cơ thể nó phải mang nội giúp đó mới tâm sự, nhất là những chuyện tiêu cực mới ngồi ăn cái đó thì tôi hiểu cái thông cảm là người phụ nữ cái gì là lo nhất có phải là tiền bạc trong gia đình không tiền học đúng không tiền mọi thứ nhưng mà đúng thời điểm hiểu không cái thời điểm nào cho nó hợp lý có thời điểm mới đi làm về là đang mệt nhất là mùa nóng này nữa rồi cũng quăng cái chén cơm cũng đi mất tiêu luôn cho nên là luôn luôn phương châm nhắc nhở á nhìn điểm tích cực khen góp ý khen góp ý Và khi góp ý đừng quá ba điều đó đừng nhiều quá Chúng ta biết rồi, theo vùng miền, cái vùng mà từ miền Trung trở ra là cái vùng nó nóng bức. ta để ý, cái tính người nó rất là dễ nổi nóng. À, còn mấy anh miền Tây thì để ý là sông nước, này, sông nước này, tính nó nhu mì hơn. Nên à, đặc thù là vậy. Không phải 100% nhé, nhưng mà phần đông là, là nó vậy. Ba vùng nó khác nhau lắm.